Chào tất cả anh em nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một video, đó là video về sửa nổ con xe, để con xe Attila. Con xe Attila này của chúng ta thì hiện tại nó đang không nổ được máy. Thì khách đến đây đang kể với mình là đang đi thì nó giật giật xe này, đó, xe đang đi giật giật chết máy, và khi dắt đến đây thì là hỏng hẳn, không nổ được nữa. Vậy thì để sửa nổ một chiếc xe ga thì chúng ta chuẩn bị những gì? Thì mình đã tháo ra rồi, và đây là cái tẩu này. Đó, mình đã tháo cái tẩu ra. Thì chúng ta sẽ kiểm tra điện cao áp. Chúng ta sẽ bật khóa lên và kiểm tra này, để thử này. Đó, chúng ta để mà không có lửa, và lửa cao áp không có, thì chúng ta sẽ phải kiểm tra hệ thống IC. Để mà xe không nổ được thì chúng ta kiểm tra là xăng, điện và hơi. Thì những cái đơn giản thì chúng ta sẽ kiểm tra trước. Xăng thì xe này vẫn còn nhiều. Thì hiện tại là cái cao áp này chúng ta đang không có điện này. Thì chúng ta bây giờ sẽ kiểm tra IC. Bằng IC của dòng Attila này thì nó cũng hơi đặc chủng một chút. Nó sẽ khác những IC của những dòng xe Honda. Mỗi dòng xe một cái IC nó khác, thiết kế khác nhau. Thì bây giờ mình sẽ đây, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách lắp một con IC của IC chế 4 chân sang cái dòng Attila này nhé. Các bạn chờ mình chút để mình đặt cái máy lên giá đỡ đã. Như các bạn biết, đây là con IC này. Đây là cái IC của các bạn mới vào nghề, thì các bạn có thể là ít va chạm hoặc chưa hiểu lắm về những cái dòng này. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn là cách để thay một con IC 4 chân vào IC Attila nhé. Hiện tại mình đang chuẩn bị trên xe, trên tay mình có hai con IC này. Đấy, con xe này là mình vừa tháo trên xe ra. Còn đây là cái IC của Zimway đời cũ. Thì những Zimway đời cũ thì IC của nó, chuẩn của nó là theo xe là 5 chân. Đó. Còn đây là cái IC của chế, dùng hàng để chế độ và này. Thì cái này là có 4 chân. Thì cái IC này của chúng ta là dùng điện ắc quy để nổ, đánh lửa. Thì các bạn nhìn thấy chưa ạ? Đó, IC đánh lửa, cái hàng mà chúng ta dùng để độ thì nó to và dài hơn một chút so với IC nguyên bản của cái dòng Honda. Thì cái dòng Attila này là một cái dòng IC nó cũng không phổ biến lắm trên thị trường, thành ra là để mua đồ rất là khó. Thì mình sẽ dùng cái IC 4 chân này để chế vào để cho nó nổ con xe này nhé. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái rắc này. Cái rắc này là của cái IC 5 chân. Đó, đây là rắc IC 5 chân của dòng Honda thông thường đời cũ. Đó, thì nó có 5 dây. Thì cái dây xanh này là xanh dương sọc vàng này này. Thì nó là cái dây khiển. Còn dây xanh này là mát này, xanh lá là mát này. Còn cái dây này là cái dây tắt ổ khóa này. Đó, của cái dòng xe Honda thì nó sẽ có cái dây này lên nguyên bản. Còn khi chúng ta lắp chế sang cái dây này chúng ta không cần, chúng ta sẽ bỏ đi này. Đó, còn cái dây này là cái dây nguồn lên. Đấy, theo nguyên bản thì cái dây này là nguồn lên, thì chúng ta sẽ dùng cái dây này để đấu trực tiếp vào cái dây dương ắc quy sau khóa. Còn cái dây này là cái dây mobin nhé. Cái dây mobin này thì chúng ta sẽ giữ nguyên trên xe này. Chúng ta sẽ để nguyên cắm rắc vào IC chế này. Bây giờ chúng ta sẽ cắm những cái dây dây điện này vào rắc cũ của cái dòng Attila để chúng ta thử nhé. Chúng ta cũng đấu tương tự cái dây của màu
ở trên xe Attila thì thường cái dây của nó thiết kế cũng giống của dòng Honda. Thì chúng ta sẽ cắm thử này, cái dây khiển này, đấy, màu xanh dương này, chúng ta sẽ cắm vào đây, cũng dây khiển màu xanh dương. Gài gài con IC này vào đây. Thứ hai là cái dây xanh lá này. Dây xanh lá là dây mát này. Thì chúng ta sẽ cài vào đây. Cái IC của dòng SYM này thì cũng hai dây mát các bạn nhé. Hai dây xanh lá này đều là hai dây mát. Thì chúng ta sẽ cắm vào dây nào được. Một trong hai dây mát này. Chúng ta cắm cái dây mobin này. Đấy, cái dây vàng, đen sọc vàng này. Chúng ta sẽ cắm vào dây đen sọc vàng ở trên cái răng này. Đó, đen sọc vàng này. Khi chúng ta cắm vào rắc, chúng ta tuyệt đối không để cái dây đồng nó chạm vào nhau các bạn nhé. Đó, chúng ta sẽ để cho ba cái cọc dây này nó riêng biệt ra, không bị chạm vào nhau. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng cái dây đỏ sọc đen này. Đấy, dây đen sọc đỏ này. Đó là cái dây nguồn cấp của cái dòng của dưới máy của cái dòng xe Jim lên. Thì chúng ta khi lắp vào cái IC hàng chế này này thì nó sẽ dùng điện ắc quy. Thì chúng ta sẽ cắm vào cái dây dương ắc quy sau khóa là dây đen này. Đó, dây đỏ và dây đen thì chúng ta sẽ cắm vào cái dây đen này. Chúng ta tắt khóa đi, chúng ta cắm rắc vào. Đó, được chưa? Rồi, chúng ta bây giờ chúng ta sẽ mở khóa lên để chúng ta sẽ kiểm tra đánh lửa các bạn nhé. Chúng ta sẽ bật khóa lên và bấm đề này. Đấy, các bạn thấy chưa? Tách tách này. Bây giờ chúng ta sẽ lắp tổng vào. Chúng ta chế và đã nổ. Rồi, ta sẽ tắt khóa đi. Đấy, các bạn thấy chưa? Bởi vì mình làm ở quê, thành ra là cái IC này của chúng ta là kiếm cũng hơi khó một chút. Các bạn thấy chưa? IC này của Attila có mã vạch này. Để con IC này cũng chạy theo xe rồi, rất lâu rồi. Thì thường cái Attila mà xe dùng lâu thì nó sẽ sinh ra là hỏng IC. IC xịn của nó hỏng, nó hay có hiện tượng là chập chờn, lúc được lúc không. Thì hiện tại chiếc xe này đến đây là không nổ được, thì nó khả năng nó không hỏng hẳn được. Hoặc cũng có thể để cho nó lại hồi lại lúc nào đó lại nổ được. Nhưng mà những xe này đi sẽ rất nguy hiểm, bởi vì đang đi nó có thể chết máy bất kỳ lúc nào. Thì bây giờ là cái IC này của chúng ta là IC hàng chế ở ngoài, thì chúng ta lắp dùng cũng rất là ổn định. Mình thay loại này cũng rất là nhiều rồi. Thì hôm nay mình làm cái video này để chia sẻ anh em là cách chúng ta có thể chế một con IC này vào nó rất là vừa tiền và rất dễ kiếm trên thị trường, để cho chúng ta có thể sửa nổ con xe Attila này. Thì mình cũng hướng dẫn các bạn là cái riêng con IC chế này 4 chân này thì chúng ta có thể chế được cho xe những tất cả những dòng xe ga đời cũ này với cả dòng Honda. Nếu mà Honda mà chúng ta mà dùng điện nguồn để nổ mà nó hỏng, chúng ta có thể lấy con IC này và cũng cắm trực tiếp điện
dương ắc quy 6 khóa này chúng ta không dùng điện nguồn nữa để chúng ta có thể kiểm tra nổ. Đó, để chúng ta loại trừ IC và cuộn nguồn nổ. Đó, thế hôm nay mình chia sẻ cái video này đó là chế con IC 4 chân vào xe ga. Đó, con IC này có rất nhiều tác dụng, có thể làm được rất nhiều xe đời cũ các bạn nhé. Còn những dòng kim phun điện tử thì chúng ta không thể dùng được loại này. Vâng, hôm nay mình chia sẻ một cái video này cũng rất ngắn thôi, rất ngắn gọn. Thì đó là sửa nổ con Attila bằng cách chế điện IC 4 chân. Và nếu các bạn thấy hay thì các bạn có thể like, chia sẻ cũng như mà đăng ký kênh để chúng ta cùng nhau giao lưu kinh nghiệm các bạn nhé. Và chào các bạn.